Nếu bạn muốn mua robot hoặc là cài game, hãy truy cập cài game giá rẻ. Ngoài ra thì trang web có link, khi giới thiệu link cho bạn bè các bạn sẽ nhận được 5%. Còn ngoài ra thêm một cái nữa đó là đang có chức năng là chuyển tiền cho bạn bè, người thân, gia đình và bồ nhí gì đó. Chỉ cần nhập cái số ID và chuyển tiền thôi, nhớ là phí chuyển 1.000 đồng nha. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Winter Gamer, YouTuber mượn ặc số 1 Việt Nam. Và hôm nay tôi mượn ặc của bạn Anh Kiệt 124. Tên username của bạn ấy là Game Chán Thế. Thật ra bạn này bạn cũng có âm mưu dữ lắm anh em ơi. Bạn kêu tôi mượn ặc cho bạn ấy, nhưng mà thật sự thì bạn ấy chưa có cái viên ợp của cái tài 3. Nên là hôm nay tôi sẽ đi dùng con Goku 6 sao Super Gon. Goku này sẽ đi tài 3 luôn ha, hướng dẫn các bạn đi trao 3 extreme luôn nhà, sẵn tới lấy viên ngọc cho ông này luôn đây. Rồi review outfit nhìn đây thấy luôn rồi, game này thì review outfit dễ lắm. Nói chơi là đầu tiên là một cái bộ trang phục màu hồng, xung quanh thì có vài đốm lửa. Rồi đốm lửa này bên vai này là của con Goku, không liên quan. Nói chung là màu hồng thôi. Ở dưới thì giữa thì có cái miệng, cái mặt nhìn thấy ghê quá, hơi hắc ám một xíu. Trên đầu thì có chữ hello. Rồi âm thanh âm nhạc quà tặng cuộc sống gì đó. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi dùng Goku 6 sao để đi qua trial 3 extreme nha. Thật sự thì nếu mà không đem Risa đi cũng được nữa nha. Con này tôi đem theo để cho nó chắc thôi, chứ cũng không cần thiết lắm đâu. Vậy cơ bản nếu các bạn không có gì hết, chỉ có Goku 6 sao boot dam với con bún mắm không là các bạn cũng đi qua được. Nhưng mà tôi quay video tôi làm cho chuyện nó nhanh, tôi đem theo nhiều con đánh cho nó nhanh thôi, chứ cũng không có cần thiết tới đâu. Chỉ cần Goku thôi, dam chỉ cần một mình con Goku là được. Rồi boot dam với con bún mắm thôi, ba con đó thôi là chúng ta có thể đi qua trial 3 extreme dễ dàng. Ba con đi hơi nó khó xíu, có nhiều hơn đi nó sẽ dễ hơn. Rồi vô rồi anh em, trial 3 normal extreme, rồi chọn extreme ha. Để đạt được cái con Goku 6 sao này thì chúng ta cần phải netway một cái nha. Nó là 6 tâm tiền thì mình chỉ có 5 tâm tiền thôi, cho nên mình không đạt được, mình phải netway một cái. Netway một cái thì mình được hơn chắc là 650, đó là mình đạt được con Goku. Chỉ cần đặt con Goku thôi là nó tán mấy con này chết hết. Cho dù là bạn không có viên ngọc file này đi thì bạn đặt xuống nó dẫn tán với con quái thì chết. Nhưng mà tốt nhất chúng ta cũng phải gắn ngọc nếu mà muốn đi qua map này. Không có viên ngọc lửa này thì gắn cái ngọc bơm. Viên ngọc bơm đi để ngay con bút đam chơi nè. Không thì bạn gắn viên ngọc ngay con lấy viên ngọc bơm á, bạn gắn vô cho cái con Goku cũng được, để cho nó tăng lên 30% đam. 30% đam của Goku nó cũng nhiều lắm. Tại đam ban đầu của nó cũng to, chứ là nó thủ ổn lắm. Rồi giờ là chúng ta chỉ việc ngồi đây thôi, bình thản. Hít sâu thở mạnh. Cái quái nó đi kệ nó chạy vô nhà luôn thì mình thua chứ không. Vậy không cho nó vô nhà. Chỉ cần vậy thôi, đặt con Goku cái chỗ này là ổn rồi, chỗ này cũng được, giữa lưng chừng vậy đi ha. Đầu tiên chúng ta chỉ cần ngồi đây và chờ. Tính ra đặt bên đây nó lợi hơn không ta? Đặt đây được 2 khúc cua, đặt bên đây được có 1 khúc cua. Chúng ta bấm nét cái chứ rồi chúng ta đặt con Goku thôi. Đó. Quên rồi đẹp. Tại tôi không có để auto nét cho nên là đó, đi từ từ thôi, cũng không auto net nha. Mình net nhanh nhưng mà mình không auto net đâu. Đi thông thả từ từ thôi. Rồi vừa đi vừa coi chỉ số con Goku như thế nào nha. Đam ban đầu của nó là 787, tức là khi mà đã vượt nhân 2 rồi. Khi chưa nhân 2 là khoảng 390 đam. 390 đập mấy con quái kia nó vẫn chết nha. Tụi E này thì 450 thì đập không nổi, do đó thì nên là các bạn gắn ngọc. Chứ cần gắn viên ngọc này nè, viên ngọc bơm thì cũng được nữa, là đập mấy con quái E này nó vẫn chết được. Vẫn có thể thủ bằng Goku được. Tụi này nhiêu? Ôi, đập phát chết queo. Đặc điểm Goku là đánh ở trên không được, đánh dưới mặt đất cũng được, đam to, phạm vi cũng rộng và đánh 6 giây thì cũng ổn. Với lại cái dòng này nè các bạn, này cái dòng đó nó bao được hai con này, thấy chưa? Nó đập một phát có chết 2-3 con chứ không một con. Cái vòng tròn này nó bự nè, nên nó đánh cũng tạm ổn đó. Đó. Tán chết có 2 con ở giữa, còn một con đầu với một con cuối. Goku cũng rảnh lắm đó. Rồi chúng ta sẽ đặt rồi nó, đặt Slenderman này nọ, đặt up lên đó. Phạm tiện thôi chứ không gì. Trời, quay 2 còn con nào nữa không? Còn có nhiêu đây à. Tụi này cũng vậy anh em, Goku tán một phát là đi bán muối hết, không sao hết. Rồi net quay luôn ha. Đó. Net quay coi có gì hot không. Đặt thì tranh thủ farm tiền bởi một ít thôi. Đi cái này thì không cần phải tính toán chi ly phức tạp hơn là cái vụ được tước đi với Risa với Troy Honda này nọ. Được tước thì tôi không có xài Troy nhiêu đâu. Nhiều bạn hỏi là có Troy Honda này nọ không, có sao được không? Tôi đặt có xíu à. Rồi riêng em Goku này giờ thì khỏe. Thấy không? Đâu có gì đâu. Up lên một phát. 1.001. Đó. Nếu có ngọc nha, nếu không có ngọc thì nó sẽ yếu hơn một xíu đó. Yếu hơn 600 đam.
nếu mà không có ngọc gì hết. Mà không lẽ anh em đi tới trai ù 3 thì mà không có viên ngọc của trai ù 2 để tìm thì không không được. Tệ tệ cũng phải đầu tư viên ngọc của trai ù 2 nha. Đó, chạy số tán phát là đi bán muối hết, nó chỉ có 900 đam thôi à. Quá chạy bộ 900 đam. Làm sao mà Goku tán một phát mà tụi này nó đi bán muối hết là được. À, anh em coi nè, tán cái chết hai con không à, nó lợi lắm. Cái dòng Risa tán thì phải tới khúc chậm dưới đây nè, thì nó tán một phát chết ba con. Tại vì đây nó đi chậm, rồi Goku này thì nó không không có gì được. Ở trên là nó tán chết rồi. À, qua coi quái máu nè anh em. 1.700, 1.070, đấy 1.170. Con tôi là 1.145. Vừa xem con quái không chết. Quái không chết rồi nè. Không chết thì làm sao bây giờ? Không chết thì thôi up lên nữa ha. Mà làm gì có tiền để up đâu thì thôi vậy thôi, tôi sẽ đặt thêm một con nữa cũng được. Tôi net quay. Đó, rồi đặt thêm một con Son Goku nữa. Một con đập không chết thì hai con đập chung một lúc chết không? Đó, vô. Ở dưới nè Goku rồi, đó, như vậy thôi nè. Khi mà đam của con quái nó quá mạnh thì như thế nào? Ta thêm số lượng vô. Tại vì con Goku của mình đam to, đánh rộng, nhưng mà có cái là nó đánh chậm. Cho nên thì chất lượng không có thì ta có số lượng vậy. Rồi vậy tôi up lên một con Goku lên nữa nè. Tham tiền vừa vừa thôi nha, à, từ từ hãy up nữa nha. Tham tham tiền quá cũng dễ chết lắm á. Chúng ta đã có được hai con Goku 1.100 rồi nè. Đó, giờ chúng ta ngồi canh. Tức là quái 2.200 đam cũng không xạo cho lắm. Vậy có 1.300, ôi cái tụi này con nít. Tụi này 1.400, không có gì để lo tên nè. Tức là quay này là tới quay 4 trên 15 là qua được rồi. Thôi để coi như thế nào ha. Tôi tính nét luôn nhưng mà thôi để đi. Để cho nó hơi dài một xíu nhưng mà nó chân thật. Thôi anh em nói tôi chỉnh video gì nữa đó, để từ đầu tới cuối vậy. Tính cắt cho nó nhanh, cắt cho nó nhanh nó ngắn. À 1.300 nè, 1.113, tính ra là tán cá chết queo á. Tại vì con tôi là 1.140 mấy rồi. Đập nó. Ý không, tôi sao để nó mạnh hơn nè. 1.200 rồi, nhưng chả sao hết. Đặt hai con Goku là bao luôn. Thấy không, cứ đặt Goku và bập thôi. Ê, để coi ha. Review này thì nó đã được tăng lên bảy 400 đam rồi, cho nên nó cũng hơi bị mạnh hơn một xíu. Nhưng mà con này tôi cũng biết là đam của nó to nhưng mà tiền up của nó về sau cũng đắt lắm, cho nên chắc là không đặt nổi ở những cái đoạn sau đâu. Đoạn không thể nào up full nổi đâu. Up full con này hơi khó đó. Đó, quái nó xuống nữa kìa nè, sợ quá. Đặt thêm con Goku nữa. Đó, khi một khi đã sợ quá rồi thì ta chỉ biết thêm con Goku nữa thôi. Đó, chứ bọn nó mà xuống đồng mà vứt thêm con nữa. Dùng số lượng tấn áp nó vậy. Đó, quay quái này vô đây. Ôi, tụi này lông chịch bao qua. Thường cái tớp này nè, cái tớp hai ba con cuối này nè, nó yếu xèo à. Cho nên không sao hết, nét quay luôn nha. Đó, nét quay up lên. Đó, có Slenderman up ray 2. Mỗi quay cho được 300 mấy chục tiền nữa. Rồi, tôi sẽ up con Goku này lên luôn là thành ba con. Đó, ba con Goku up ray 1. Mỗi con thì 1.100 đam. Tụi này vô đập phát chết tươi ba con nè. Bấp. Ủa sao Goku nó không đánh ta? À bọn này bố chưa full 2 anh em ơi. Bố chưa full 2. À quay năm có bố chưa full 2 luôn à. Là mình không để ý luôn. Tôi chỉ có Goku up ray 1 thôi. Làm gì mà up được bố chưa full 2 bây giờ. Trớ trêu quá. Trớ trêu quá. Tôi thấy ủa sao nó không đánh thì ra là con này bố chưa full 2 chứ không phải bố chưa full 1. Vậy là tôi đành phải net quay một cái nữa thôi nè. Xíu nữa đội quần thần trưởng ha, sơ sơ ý quá, đó khinh địch quá, khinh địch xíu nữa là đội rồi, thì lỡ ra thì up lên thôi, chứ đáng lẽ là mình nên up một con lên hai trước thì nó sẽ ổn hơn, khỏi phải net quay, mà lỡ rồi thôi net quay luôn 615 chạy hả, 1.700 ra mà quái ta là 1.600 mấy nè, mà Goku nó không tăng phạm vi, cái update tiếp theo là nó tăng, ở update 2 này thì em ấy lên 1.600 tiền rồi, ý 1.600 đam. Nhưng mà upgrade 2 lên upgrade 3 là 2.000 tiền. 2.000 tiền là một số tiền khá là lớn đó. Chắc lẽ là chúng ta cũng khó mà kiếm được đó anh em. Khó lắm. À, thôi tôi sẽ có khả năng là chỉ up từ tới đây thôi. Nếu mà bạn đi Son Goku thì bạn có thể up lên nữa cũng được, không sao đâu. Up lên nữa là nó vẫn farm được thôi, vẫn ổn thôi. Tại tôi đang tính là có nên đặt Risa không, mà tại tôi thắc mắc nhiều bạn không có Risa thì như thế nào. Cho nên thôi khỏi đặt Risa vậy. Chơi Goku toàn tập ha. Tính là đặt Risa vô cho nó đánh phụ. Risa thì có thể up full được. Nhưng mà mắc công nhiều người không có Risa lại hỏi anh ơi rồi có không có Risa làm sao vậy đó, thôi vậy thôi. Cứ đặt Goku thôi ha. Rồi tới quay 6 quay 7 gì chúng ta sẽ đặt con Wood Dam. Tăng công lực lên, tán phát chết tươi. Đó.
Vậy là bao luôn nha, tại vì có con boss tới quay 6 nè, có con boss clone nè nè. 7.700 đam thì cũng không nhiều đâu, nhưng mà nó đông. À, nãy tại tôi nét quay cái cho nên nó đi cục 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 xuống vậy nè. Yêu cầu tán phá chích luôn thì nó hay hơn. Thấy không? Goku tán có xíu mà còn cà lon này. Ôi bể trứng luôn rồi. Nói chung cũng tội nghiệp cà lon nhưng mà thôi kệ đi. Biết sao giờ, số phận nó làm quái thì nó phải chịu thôi. Đó, vô quét cái là ngụm hết. Tại con cà lon đây cho nên chúng ta khoan hãy nét quay. Chờ từ từ ha. Đó. Chờ cho nó trống trải kìa. Khỏi bút đam luôn đi, chết queo hết chứ gì. Rồi, đó. Nét quay một phát nữa. Up S cano lên. Đó, một quay cho 800 tiền rồi. Không biết làm sao để up được cái trạng thái cuối cùng đây nè. Trạng thái S cano chai ra củ quỷ cuối cùng này nó hơi chua. Đó, bập. Đó, tính ra nãy giờ chỉ up có một con thôi mà con S cano này level 36 nữa mới ghê. Hèn chỉ thấy nó hơi ít tiền. Tại sao cái con mà bút tiền, cái con mà mình nghĩ là nó phải đầu tư nhiều nhất thì bạn ấy lại không đầu tư ta. hơi rối nha. Tôi tưởng là con Escano chúng ta phải nên đầu tư dữ lắm. Rồi kệ đi, rồi lên. Bốn con Son Goku. Hai con cấp 2, hai con upgrade 2, hai con upgrade 1. Để coi quái nó như thế nào. Tôi nghĩ là nét luôn chắc cũng chả sao đâu. Đi mấy cái quay này thì tới đây là mình mạnh 2.100 mà. Nét luôn đặt Son Goku nữa cũng chả sao nữa. Quay bãi đúng không? Nét qua quay 8 luôn nè nè. Vậy cho nó nhanh ha. Rồi đặt thêm một con bút đam nữa nè. Rồi đặt thêm con bút đam nữa nè. Đó. Tôi bút đam chuyện đây luôn cho anh em coi. Rồi, chạy chạy đặt thêm con bút đam đây nè. Bốn con. Ở mấy bút đam chuyện. Bút 22 ở trạng thái như thế này luôn. 1 2 3 4 5 lên. Đó. 2.500 đam. Goku thì được cái là nó đánh mạnh thôi chứ nó đánh lâu lắm, thật sự đánh lâu lắm. Chúng ta nên đặt thêm nhiều con Goku vô cho nó chắc ăn. Tại vì nó đánh chậm. Quái mà nó chạy là nó chạy qua luôn á. Không sợ là nó gì mà sợ nó qua luôn thì quái mình nó chưa đánh được nó vô nhà nó chơi thôi. Rồi đó, bắn 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 bắn. Xong chưa ta? Xong rồi tôi nét quay nữa kìa. Đi vậy cho nó nhanh chứ không gì. Lên. Đó, bút chuyền. Hai con quýt chiền luôn mới ghê chứ. Nên cũng được cả 1.800 đam nè. Quýt 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 chạy chạy cho dữ vô. Thấy ra đi cũng khá vàng đó nha. Nếu mà xài tôi nãy giờ tôi xài toàn là Son Goku không nè. Không có xài Rizza nha. Đam của con Son Goku đó thì nó không bằng, hiện tại là nó không bằng con Rizza nổi. Vô. Tèo 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 tèo. Ô quái gì nó mạnh thế. Rồi up Son Goku lên. Đó, sợ gì tôi này. Rồi, ấy hết bút đam rồi nè. Quay 7, quay 8, ngồi đây bút đam thôi. Bút đam đặt xong Goku rồi bút đam. Con farm tiền thì 3.200 tiền lận cho nên nó xa vời với tôi quá. Làm sao mà có 3.200 tiền để up con này lên đây. 8 đến 15 rồi, giờ chúng ta chỉ có được có một ít tiền thôi. Nhưng mà tôi thấy xong Goku này mạnh. Nếu mà một người đi không qua thì hai người dắt xong Goku đi là cỡ nào cũng qua hết. Đó. Nếu mà thật sự là một người đi khó thì bạn cứ lấy hai người. Một người một con xong Goku thôi là bao qua. Tèo 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 boss cờ lon đây đúng không? À cờ lon ạ. Anh cờ lon với chúng tôi ạ. À, chết queo. Quên review tiếp ha. Nay đi review là chính mà. Update 2 là em ấy được 1.600 đam. Và update tiếp theo cần tới 2.000 tiền lận. 2.000 tiền là một số tiền khá là lớn. À, quấy con quái này để tôi suy nghĩ rồi. À, hay là tôi sẽ đặt một con Escano nữa vậy. Đó. Rồi up lên. Rồi nét quay. Đó. Vậy thôi. Vậy là chắc chắc có tiền nhiều hơn đó. Thường thường là vậy. Nó được 2.100 tiền anh em. Hai ngồi ít up bút đam lên ha. Rồi bút đam lên luôn ha. Rồi ngồi up mấy con bút đam lên. Khoan, đặt xong Goku tiếp anh em. Xạo quá nó ra nhiều thôi chứ không gì. Đặt bích cửa xong Goku đây luôn. Sáu em xong Goku rồi đó. Rồi ăn xong rồi bút đam. Cứ ăn xong bút đam thôi là thắng à. 2.900, 2.100 đầy nè. Nhưng mà được cái là cái góc của nó bự nữa. Nên là để tôi cố gắng solo được hay không. Tôi cũng không biết là sau cư solo có thắng nổi hay không nữa. Nếu mà đặt thêm Riza nữa thì thắng. Nhưng mà nhiều bạn thắc mắc không biết là mấy bạn có Riza hay không thôi. Lên. Đó. 1.900, 2.800. Rồi đây giờ ngáp thôi. Coi quái nó bao nhiêu máu ha. 9 tinh 15. Ôi 3.900 đấy mà.
thì tán một cái quái không chết, nhưng mà được cái là Goku thì nó tán rộng, phạm vi tán của nó cũng rộng cho nên cũng không sao đâu. Lên đó chạy, hãy chạy đi đừng ngại ngùng và chết queo. Nếu mà lên được trạng thái Blue Beam nữa thì hơi bị ngon á, nhưng mà khó, em này khó lên Blue Beam lắm. À, giờ bút đam. Ủa, quá nó chạy như điên xuống rồi nè, 9 tinh 15. Nói chung là đi Goku thấy nó cũng đơn giản hơn. À, bạn chỉ cần con Goku thôi là bạn đập được. Còn đi mà cái Rizza với này nọ thì phải cần nhiều con. Nhưng mà Goku phải có ngọc nha. Lưu ý phải có ngọc để thủ đầu. Không có ngọc là trận đầu hồi nãy thủ không nổi đâu. Rồi, boost lên. Coi có con nào ít không không? Upgrade lên tiếp anh. Wow. Giờ này còn con upgrade 1 đây ta, upgrade 2, upgrade 2. Còn nhiều con upgrade 1 lắm anh nè. Nhưng mà không sao, vẫn duy trì trạng thái tốt. Ờ, vậy là xong rồi hả? À, còn boss cờ lon. Với chính cũng có boss cờ lon là 39.000 máu. 39.000 máu thôi, cũng đơn giản. Vậy đủ slot để đặt Goku tiếp không ta? À đây, còn được chỗ đặt một chỗ. Hết rồi, còn được đặt có một chỗ anh em. Do là nó hết chỗ. Tôi đặt bừa bãi quá cho nên là nó hết chỗ rồi. Cờ lon xuống đây biểu. Ôi, có 3, 39.000 máu thôi mà. Rồi, đập nó. Đó. Bút đam lên nha. À, bút đam lên đập mới an toàn tiện lợi. Vô 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 vô. Không thì nếu mà bạn sợ thì bạn có thể đặt cái con này, Melin này cũng được. Đem Melin heo làm cho quái nó dừng lại. Tại vì ạc của bạn này không có ngừng thời gian. Không có ngừng động thời gian cho nên tôi không có đặt được, tôi đặt con này vậy. Con này cho nó làm chậm. Vô, bút đam. Con này bút phát là nó quái nó đứng im vậy nè, nó. Nở hoa cái là mấy con này nó đứng im nghe cho mình đập. Rồi, hơi bị lỗi về đam nhưng mà tôi thấy là cũng để đơn giản dễ dàng. Đó, sau cuộc tư nó nổ một hơi là quái này nó đi bán muối ngay. Thấy chưa, đơn giản. Tiếp tục, thí sinh tiếp theo. Vui được 3.200 tiền luôn. Tính ra là chắc là không úp nổi cái Ekano luôn đó. Giờ chúng ta lo úp mấy con bút đam này nọ nè. Bút đam bằng này mới lấy cũng hơi thấp xíu. Lên úp mỗi con một cái vậy đi rồi Son Goku chưa có con nào lên nói Son Goku upgrade 3 luôn. Chắc họ phải đi đi gì ta, à đi Infinity Tail để coi cái là maximum phải là 150.000 đam không, người ta nói 150.000 đam, nhưng mà 150.000 đam là ứng dụng ở trong cái map Infinity Tail thôi nha, và có tiền nữa chứ còn mấy map này thì ứng dụng chắc không nổi rồi. Rồi mình net quay cái nữa luôn anh em, rồi up con Ekano lên net quay cái nữa. Đó, rảnh lắm à. Lên. Ăn xong, bút đam, nhét quay. À, có được một con Blue Beam rồi nè. Lên. Tiếp theo là Blue Beam. À, 5.200 đam. Này là do bút đam thôi, không bút là 2.000 mấy chăng. Để họ coi không bút đam nó nhiêu nha. Quay xuống. Quá dự kiến là quá chạy như điên luôn. Lên tới trạng thái này thì 3.400 anh em. 3.400 đam nha. À, đó. Upgrade 3 thì em mới lên 3.400. Mà em mới chuyển từ trạng thái đánh từ cái dòng đánh sang góc. Đánh góc thì phải để đường thẳng nó hợp lý hơn. Có con bút khoảng khoảng cách thì nó ổn hơn. Chứ cái dòng này, cái góc như thế này tôi để vậy thì nó bao được hết khu nha. Nhưng mà cảm giác đánh nó cũng hơi bị eo hẹp sao á. Tính ra để dây thì đánh cái kiểu dòng tròn tròn này thấy nó ngon hơn. Vòng tròn này nó bự hơn. Cái hình tròn nó bự hơn cái góc bẹt kia. Nhưng mà được cái là nó tăng phạm vi lên thì cũng ngon. Lên upgrade 3 thì tăng phạm vi. Upgrade tiếp theo nó cần tới 2.500 tiền lận. Và tăng lên 3.500 đam. Cũng được á, nếu mà có tiền cũng ráng đầu tư cho nó lên 3.500 đam nữa. Cũng cũng ổn. Đập nó. Khá đơn giản nha. Quay 11 tới 15 rồi. Mà chúng ta nét từ từ nha, nét vừa vừa ha. Nét quá tay thì cũng dễ đi bán muối lắm á. Rồi. Ngồi ăn và bút đam thôi. Hình như bút đam của tôi chưa up lên nổi cho nên. Thêm một con Glubem nữa đi. Vô hai con đó, hai con ở trạng thái up đây ba trưởng 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 cũng ổn đấy chứ. Wow, ổn cho tụi quái anh em ơi, quái xuống đông quá mà mấy con Goku này nó đánh chậm quá. Thêm một em nữa vô nó, cố gắng níu khéo để đặt chỗ rồi bút đam rồi up lên. Đó, bắn tôi thấy là bắn gì là khá ổn đó. Cho dù là trận này đi thua đi nữa thì các bạn có thể đi qua được.
Chỉ cần đúng nguyên tắc là nét quay từ từ thôi. Tôi nét quay hơi nhanh nhưng mà tôi thấy là vẫn ổn đây nè. Đó, vô. Quái nó ra bao nhiêu nó ra. Con này chạy bộ á, cờ lon chạy bộ cho đứng im lại nói chuyện xíu. Wow, nó qua thiệt rồi. Wow. Không sao. Wow, cờ lon nó xuống kìa anh em. Cờ lon này chạy dữ vậy. Ê, bớt cờ lon dừng lại cho đánh nhau xíu cờ lon rồi. Hình như là chúng ta đã có anh cờ lon vô nhà luôn rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta có thể qua được cái map này với em Son Goku này. Thì hiện tại là tôi lại đổi quần nữa rồi. Tại sao cứ đổi quần hoài ta? Do là tôi nét quay khá nhanh hay sao á. Nhưng mà tôi nghĩ dư sức qua. Thật ra là cái đó là có thể qua được đó. Nhưng mà tôi nghĩ thôi đi chỉ tới đó thôi. Còn lại các bạn tự nghiên cứu. Tự nghiên cứu và khám phá đi. Tôi thấy là như vậy là qua chắc rồi đó. Có thêm những con đam to hoặc là cùng lắm hai ông đi là bao qua luôn. Chỉ cần đừng có farm nhiều quá là được rồi à. Thấy là ổn rồi đó anh em, chỉ nên nét quay từ từ thôi. Bạn nào sợ thì cứ nét từ từ đi. Tôi thấy là qua được. Chẳng qua là bây giờ nếu mà quay lại nữa thì nó tốn thời gian quá. Nên thôi tới đây thôi. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.